8 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2019, chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Dũng tại Văn Luông. Đây trên màn hình đây là anh Dũng chủ nhà. Đây, đây là con trai của anh à? Vâng. Ừ, lớn thế này. Đã hoàn thành là lắp đặt cho anh chiếc sập thờ. Lúc ở trên Umit chân 14. Chân 14. Em 81 vợ em 83 là 4 là anh Dũng chủ nhà đấy. Kia lồng một cái như này, một bàn ghế, một phòng khách. Một cái rất cảm ơn anh Dũng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm chúng tôi nhé. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại 0987 51086, website đồ gỗ Tùng Tám .com. Em có hiểu đã rồi. Chiếc sập thờ 14 chân 24.